Bánh được mệnh danh là càng ăn thì càng giảm, ít calo nhưng lại cung cấp đầy đủ chất xơ cũng như là dưỡng chất để hỗ trợ giảm cân một cách hiệu quả. trong thì tưởng khô cứng như thế này thôi, nhưng rất giòn, những cái dậu giòn của nó là giòn mềm thưa quý vị. Hỗ trợ giảm cân rất là tốt cho những ai đang muốn có một